cha truyền bán trong đời điều mà lòng này không hề muốn. Tiền tài vật chất, lợi lộc hư vinh, kiêu căng tham lam cũng vẫn bỏng. Xin dâng lên cha những đam mê khát vọng, cuộc đời hoàn toàn con thuộc Chúa. Và cha sẽ đến bàn tay quyền năng, nâng cao đôi tay đưa con bước. Có lớp lớp những con người luôn tận trung, dân thân hy sinh vì danh Chúa. Ban cho quên đi chính thân mình, con không đau chi, mong sao ngôi ca cha mừng vui hơn. Đường gian lao nhưng con đã chiến đấu tốt lành, tận sau cuối cùng con đã thắng. Mọi vinh hiển thuộc Chúa, Giê-hô-va toàn năng, và Cha cho con vững lòng tin. Giờ đây con ngoan ngoãn bước đến nơi thiên đàng, Ngài ban mão chiều thiên sự sống. Chẳng phải riêng mình con, nhưng với ai nhận lấy cứu ơn thiêng liêng người đã ban. Xin dâng lên cha những đam mê khát vọng, cuộc đời hoàn toàn con thuộc Chúa. Và cha sẽ đến bàn tay quyền năng, nâng cao đôi tay đưa bước con. Có lớp lớp những con người luôn tận trung, dân thân hy sinh vì danh Chúa. Ban cho quên đi chính thân mình, con không nao chi, mong sao ngôi cao cha mừng vui. Sau cuối cùng con đã thắng, mọi vinh hiển thuộc Chúa, Giê-hô-va toàn năng, Cha cho con vững lòng tin. Giờ đây con ngoan ngoãn bước đến nơi thiên đàng, Ngài ban mão chiều thiên sự sống. Chẳng phải riêng mình con, với những ai nhận lấy cứu ơn thiêng liêng người đã ban. Đến trước Chúa thánh con mừng vui, tràn chứa yêu thương tuôn dòng nước mắt, nhẹ nhàng lại gần Cha lâu nước mắt cho con. Ôi sao bàn tay ấm em. Thân ái kính chào tất cả quý tôi tớ của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta một ngày mới thật phước hạnh. Thì mỗi buổi sáng thì chúng ta lại đến với nhau ở trong phòng Zoom này để chúng ta cùng tôn cao Chúa, ca ngợi Ngài, và chúng ta có một cơ hội lớn lao, đó là chúng ta đọc lại lời của Chúa với nhau. Tiếp tục trong loạt bài trong loạt bài phục vụ người phục vụ Chúa, thì hôm thứ bảy chúng ta đã học bài là phục vụ Chúa trong tình yêu. Bài hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài tiếp theo, đó là cộng tác với người lãnh đạo. Và trước khi chúng ta cùng đến với bài học này thì chúng ta cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con tôn cao danh của Ngài. Cùng dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con có một cơ hội lớn lao để chúng con tiếp tục đi sâu vào lời của Chúa. Chúa ơi, chúng con biết rằng tâm trí của chúng con, sự hiểu biết của chúng con thật là hữu hạn. Nhưng chúng con có một Đức Chúa Trời vô hạn ở cùng với mỗi một chúng con. Ngài là đấng khôn ngoan và thông sáng. Ngài là đấng mưu toan và mạnh sức. Ngài là đấng hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Lạy Chúa, xin Ngài ở đây với chúng con. Xin Thánh Linh của Ngài làm cho tâm trí của chúng con hướng về Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa làm cho tấm lòng của chúng con nhu mì trước lời của Chúa, khiêm cung trước lời của Chúa, để chúng con nhận lấy những điều Chúa dạy dỗ đó thuộc về mình. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, nguyện xin Ngài lấy lời của Ngài mỗi ngày
làm cho chúng con được trong sạch thánh khiết. Nguyện xin Ngài làm cho mỗi một chúng con trong đời sống tâm linh cũng như đời sống thuộc thể của chúng con bày tỏ chính mình Ngài. Chúng con soi sáng danh của Ngài cho những người xung quanh. Con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ chúng con đến với lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Trong sự dẫn dắt, trong sự soi sáng, trong sự bày tỏ của chính mình Ngài cho mỗi một đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con biết cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, thưa quý tôi tớ của Chúa, bài học buổi sáng hôm nay thì có tựa đề là cộng tác với người lãnh đạo. Để chúng ta tiếp tục với một người tên là Kim. Thì đến cái phần bài học này thì chúng ta thấy là Kim đã trở nên thành viên của Hội Thánh hơn một năm. Anh ta đã học được nhiều điều, nhưng và anh bắt đầu suy nghĩ về những người lãnh đạo ở trong Hội Thánh đã giúp đỡ anh. Anh nghĩ đến những người đã khích lệ anh và anh phát huy và sử dụng ân tứ của mình. Anh nghĩ về những người đã dạy anh lời của Chúa và anh cũng nghĩ đến những người đã hướng dẫn mình. Hát ngợi khen thờ phượng Đức Chúa Trời với các tín hữu khác. Đó là những gương mẫu của người phục vụ Chúa. Khi nghĩ đến những điều này thì anh thấy mình muốn biết thêm về những loại lãnh đạo ở trong Hội Thánh. Và anh muốn biết mục đích của Đức Chúa Trời dành cho mỗi người. Và anh cũng muốn biết trách nhiệm của mình đối với các lãnh đạo. Họ đã hy sinh quá nhiều cho anh. Bài học này sẽ giúp cho chúng ta khám phá lý do tại sao các hội thánh cần có người lãnh đạo. Nó giúp chúng ta hiểu thêm về các lãnh đạo và các bạn có thể làm với họ để những mục đích kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho hội thánh có thể được thực hiện. Thưa quý tôi tớ của Chúa, trong bài học này thì chúng ta ba phần của bài học này. Đó là thứ nhất, công việc lãnh đạo. Rồi thứ hai là trách nhiệm của chúng ta đối với người lãnh đạo. Thứ ba là ích lợi chúng ta nhận được từ nơi người lãnh đạo đó. Chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi bài học này thì khi chúng ta học xong bài học này, chúng ta sẽ hiểu biết được lý do tại sao các lãnh đạo cần có trong hội thánh. Và tiếp theo chúng ta cũng sẽ mô tả những cách chúng ta có trách nhiệm với người lãnh đạo. Tiếp theo nữa là chúng ta qua bài học này chúng ta sẽ biết ơn các lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Thứ nhất là công tác của người lãnh đạo. Thì khi học phần này, cầu xin Chúa giúp cho chúng ta nhận biết những gương mẫu về các loại việc công tác khác nhau mà lãnh đạo làm. Thưa quý tôi tớ của Chúa, ở đâu có công việc được thực hiện thì ở đó có một người lãnh đạo. Đức Chúa Trời đã chọn một số người ở trong hội thánh để làm lãnh đạo. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 chép: Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng tin lành, một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư. Đó là trọng trách của người lãnh đạo trong hội thánh. Các lãnh đạo dâng cho Đức Chúa Trời sự phục vụ của họ. Họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình trước mặt Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 13 câu 17. Bổn phận của một người lãnh đạo là giám sát để cho công việc được tiếp diễn. Người ấy cùng làm việc với những người dưới mình để công việc được trôi chảy. Đây là một trong những điều mà chúng ta cũng cần suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều để chúng ta không làm việc một mình. Tại vì bổn phận của một người lãnh đạo, thứ nhất là giám sát để công việc được tiếp diễn.
Và thứ hai là người cùng làm việc với những người dưới mình để công việc được trôi chảy. Như vậy qua phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc ở trên thì chúng ta thấy mục thứ nhất là chức mục sư, và đặc biệt chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là học về công việc mục sư dưới Đức Chúa Trời lãnh đạo của một hội thánh là mục sư. Chúng ta lưu ý như vậy. Chúa đặt để cho mục sư ở dưới Đức Chúa Trời, rồi ông ta được Đức Chúa Trời ban cho ơn lãnh đạo của một hội thánh. Mục sư của hội thánh thì sẽ làm gì? Ông là người, thứ nhất là người dẫn dắt, người nuôi dưỡng, người dạy dỗ và người canh giữ. Thưa quý tôi tớ của Chúa, công việc của ông thứ nhất là dẫn dắt. Dẫn dắt có nghĩa là mục sư dẫn dắt bởi việc làm gương. Ông dẫn dắt hội thánh bởi việc làm gương. Đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các thánh đồ. Như vậy đối với một mục sư trong công tác dẫn dắt của ổng, ổng sẽ làm gương ở trong lời nói. Ổng làm gương trong cách cư xử, ổng làm gương trong lòng yêu thương, ổng làm gương bởi đức tin và ổng làm gương qua sự trong sạch của mình cho các tín hữu. Timôthê nhất đoạn 4 câu 12. Một trong những cách tốt nhất để học là nhìn xem những người biết cách làm điều đó. Mục sư cần phải sống và làm việc một cách đúng đắn. Cả hội thánh có thể bị dẫn dắt đi sai lạc nếu mục sư ở đó không làm gương tốt. Ông dẫn dắt các tín hữu trong các công việc của hội thánh và trong việc đáp ứng nhiều nhu cầu. Ông phải dẫn dắt những người trẻ tuổi, giúp đỡ những người yếu đuối, đưa ra sự dạy dỗ đặc biệt và giải thích sự cứu rỗi. Thưa quý tôi tớ của Chúa, một mình mục sư không thể làm được tất cả những điều này. Nhưng ông có trách nhiệm là dẫn dắt người khác làm. Thứ hai là công việc của mục sư đó là nuôi dưỡng. Mục sư dành nhiều thời giờ nghiên cứu Kinh Thánh để chuẩn bị thức ăn thuộc linh cho các nhu cầu của hội thánh. Và qua lời Đức Chúa Trời, ông nuôi dưỡng tâm linh của từng người. Ông nuôi dưỡng tâm linh của người trưởng thành, cũng như từng tín hữu. Ông phải rao giảng tất cả chân lý của Kinh Thánh. Ông không thể chỉ rao giảng những gì mà người ta muốn nghe, vì có một số người không muốn nghe chân lý. Thưa quý tôi tớ của Chúa là mục sư, thì phải rao giảng tất cả chân lý của Kinh Thánh. Mặc dù chân lý đó, có một số người họ không muốn nghe những chân lý đó vì đụng chạm con người cũ của mình. Nhưng mà mục sư vẫn phải rao giảng tất cả những chân lý đó. Và trong phần này thì chúng ta cũng thấy được trong Kinh Thánh Hebrew chương 13 câu 13b là câu Kinh Thánh dạy chúng ta về một người lãnh đạo sẽ cần phải khai trình sự phục vụ của mình với Chúa. Họ, tức là mục sư, chăm sóc linh hồn anh em, linh hồn anh chị em, vì họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về anh em. Là mục sư thì là người chăm sóc linh hồn hay là canh giữ linh hồn của tín hữu của mình và chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa. Thứ ba là công việc của mục sư đó là dạy dỗ. Trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 24, chúng ta biết rằng một đầy tớ của Chúa là phải thân thiện. Thân thiện này có thể là có nghĩa là hòa nhã, nhân hậu, dịu dàng, tử tế với mọi người. Có tài dạy dỗ và nhịn nhục. Khi một mục sư dạy dỗ thì ông giải thích chân lý cho những người nghe. Ông làm cho rõ ràng những gì Đức Chúa Trời đang nói ở trong lời của Ngài. Những người được dạy có thể giải lại cho người khác và những người làm việc với mục sư.
trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 2, hay là sự dạy dỗ là một trọng trách ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu 1. Công việc tiếp theo của mục sư phải làm đó là canh giữ, như chúng ta đã đọc ở phần trên. Công việc của mục sư thường được ví sánh với công việc của người chăn bầy. Một người chăn hiền lành thì quan tâm đến từng con chim, nhưng một người chăn thuê thì sẽ bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Người chăn hiền lành thì ở với bầy chiên cũng như mục sư làm việc. Nếu chỉ vì đồng lương thì không quan tâm đến những gì xảy ra trong hội thánh. Tuy nhiên, một mục sư giống như người chăn hiền lành thì canh giữ để không có điều gì ảnh hưởng tới các tín hữu của mình. Thứ hai là bổn phận của mục sư. Chúng ta tóm lại ở phần trên đó, bổn phận của mục sư thứ nhất là dẫn dắt. Ông hướng dẫn mọi người thực hiện công việc của họ. Thứ hai là nuôi dưỡng, có nghĩa là ông nói ra hay rao giảng tất cả những chân lý của lời Chúa, kể cả những gì người ta không muốn nghe. Và thứ ba, bổn phận của mục sư đó là giải lời của Chúa, tức là ông giúp người khác hiểu chân lý ở trong Kinh Thánh, giải thích ý nghĩa của chân lý trong Kinh Thánh và làm cho rõ ràng những gì Đức Chúa Trời đang nói ở trong lời của Ngài. Và bổn phận thứ tư của người mục sư đó là canh giữ, tin rằng không có điều gì phá hủy hội thánh vì mục sư của họ giống như người chăn hiền lành, luôn canh giữ để không có điều gì ảnh hưởng đến các tín hữu. Thứ hai là trách nhiệm hay là công việc của một trưởng lão và chấp sự. Kinh Thánh cũng nói về các trưởng lão và chấp sự như là những người lãnh đạo ở trong hội thánh. Trong hội thánh đầu tiên thì các trưởng lão giảng giải lời của Chúa, và các chấp sự thì phục vụ những nhu cầu của hội thánh. Ngày nay thì các trưởng lão phụ giúp mục sư. Một số người thì làm công tác điều hành, như trong Gia Cơ đoạn 5 câu 14. Chúng ta biết rằng người bệnh thì mời các trưởng lão ở trong hội thánh đến để cầu nguyện cho họ. Và các trưởng lão cần phải thực hiện, xin lỗi, các trưởng lão cần phải là những người thuộc linh và tăng trưởng. Và tiếp theo đó là công việc của chấp sự. Công việc của các chấp sự có thể khác với các trưởng lão, nhưng họ cũng là những người phụ giúp mục sư. Họ có thể có trách nhiệm cho việc xây dựng hội thánh hay giúp đỡ những người nghèo ở trong thân thể của Chúa. Vì mỗi hội thánh thì đều có công việc khác nhau, cho nên cần những con người với nhiều loại khả năng khác nhau. Một chấp sự có thể có nhiều khả năng tự nhiên, miễn là người ấy sẵn lòng phục vụ và được sự sức dầu của Chúa trên cuộc đời của người này. Điều đó khiến cho chức vụ trở nên hữu ích và giá trị cho hội thánh. Phần chúng ta cũng có thể ôn lại, chúng ta có thể nhớ những cái nội dung ở phần trên để được hữu dụng, tức là có thể trưởng lão với chấp sự để được hữu dụng ở trong hội thánh. Thì điều quan trọng là các chấp sự và các trưởng lão đó phải là những người thuộc linh, tăng trưởng trong mặt thuộc linh chúng ta tạ ơn Chúa. Và chúng ta đi vào phần thứ hai của bài học, đó là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta đã thấy ở phần trên nói về bổn phận của một mục sư cần phải làm ở trong một hội thánh, thì đó là trách thứ hai là trách nhiệm của chúng ta. Mục tiêu đó là chúng ta chọn những ví dụ về những người thực hiện trách nhiệm đối với các lãnh đạo của họ. Thưa quý tôi tớ của Chúa, có bốn cách chúng ta có trách nhiệm đối với lãnh đạo. Thứ nhất là chúng ta vâng theo lời Chúa mà họ rao giảng. Thứ hai là chúng ta tôn trọng họ. Thứ ba là chúng ta ủng hộ họ. Và thứ tư là chúng ta làm việc với họ. Vâng theo lời Chúa mà họ rao giảng.
Thưa quý tôi tớ của Chúa, mục sư có công việc thiêng liêng, đó là rao giảng lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong thư Roma đoạn 6 câu 17 cho biết, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì anh em đã từng làm nô lệ cho tội lỗi mà ngày nay thật lòng vâng phục tiêu chuẩn giáo huấn đã ủy thác cho anh em. Là các thành viên của Hội Thánh, chúng ta cần phải tiếp nhận những lời đó vào lòng và vâng theo. Thư Phi-e-rơ thứ nhất trong chương 1, câu 22 có chép, nhờ vâng phục chân lý, anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có được tình huynh đệ, để có được tình anh em chân thành. Một khi tin cậy Chúa, tâm hồn anh em đã được tẩy sạch những ganh ghét hận thù rồi đầy tình yêu thương, nên anh em hãy hết lòng yêu thương nhau. Anh em đã được tái sinh không phải do sự sống dễ hư hoại của tổ tiên truyền lại, nhưng do lời sống bất diệt của Thượng Đế. Thưa quý tôi tớ của Chúa, lời của Chúa chỉ ích lợi khi chúng ta tiếp nhận, khi chúng ta tin, khi chúng ta vâng chữ. Thư Gia Cơ đoạn 1 câu 22 đến câu 25 dạy rằng, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo, thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Những người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Chúng ta tạ ơn Chúa khi chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta tin lời của Chúa, chúng ta vâng theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ được phước ở trong công việc của mình. Phần thứ hai tiếp theo đó là chúng ta cần phải tôn trọng người lãnh đạo của mình. Kinh Thánh dạy chúng ta tôn trọng các lãnh đạo của mình. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 12 đến câu 13 dạy rằng, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh. Như vậy chúng ta cần phải tôn trọng, chúng ta cần phải tôn kính, chúng ta cần phải kính trọng mục sư của mình, vì họ là những người đang làm việc vất vả, là những người vì Chúa mà họ hướng dẫn và khuyên bảo chúng ta. Một cách để tôn trọng các mục sư và lãnh đạo đó là đừng tìm kiếm những lỗi lầm của họ. Thưa quý tôi tớ của Chúa, rất dễ chúng ta nhìn người lãnh đạo của mình, rồi chúng ta bới móc, chúng ta tìm kiếm lỗi lầm của họ. Quý tôi tớ biết người lãnh đạo của chúng ta cũng là con người giống như chúng ta, thì họ cũng có những lỗi lầm sai sót nào đó. Nhưng mà chúng ta đừng tìm kiếm những lỗi lầm của người lãnh đạo của mình. Và nếu có vấn đề gì liên quan đến một lãnh đạo, thì bổn phận của chúng ta là đến trực tiếp với người ấy. Chúng ta không có xì xầm lầm bầm, mà chúng ta đến trực tiếp với người lãnh đạo của mình. Chúng ta không được chống lại hay nói xấu về người lãnh đạo của mình. Hãy nhớ rằng các lãnh đạo được Đức Chúa Trời sức dầu và là món quà của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh. Chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời khi chúng ta tôn trọng các lãnh đạo mà Ngài đã ban. Thưa quý tôi tớ của Chúa, dễ lắm chúng ta xem thường người lãnh đạo của mình. Và chúng ta nên biết một điều qua bài học này, đó là khi chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời, hoặc là chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời khi chúng ta tôn trọng người lãnh đạo mà Ngài đã ban cho chúng ta. Nhiều lúc chúng ta nói chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta không có tôn trọng người lãnh đạo, hoặc là chúng ta xem thường người lãnh đạo của mình. Đó là công việc xấu, là sai rồi. Và tiếp theo chúng ta cần công việc
trách nhiệm của mỗi một chúng ta đó là ủng hộ người lãnh đạo của mình. Một cách để ủng hộ các lãnh đạo của chúng ta đó là chúng ta cầu nguyện cho họ. Tại sao? Vì người lãnh đạo của chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để chống lại Satan. Vì mỗi một ngày thì họ đối diện với biết bao nhiều sự sẽ đến trong đời sống của họ. Để họ đứng vững được là họ rất cần đến sự cầu nguyện của tất cả các tín hữu của mình. Và người lãnh đạo của chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để rao giảng lời của Chúa cách có hiệu quả. Cách khác để ủng hộ là việc dâng hiến tiền bạc và các món quà của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta cũng quên đi về phần này. Đây là cách mà Đức Chúa Trời cung cấp cho người phục vụ Ngài. Ở trong Cựu Ước thì những người phục vụ trong đền thờ hay là những người Lê-vi thì được cả dân sự của Chúa chia sẻ trong việc cấp dưỡng cho họ. Dân Số Ký đoạn 18 câu 21 hoặc là Phục Truyền đoạn 18 từ câu 1 đến câu 5 chép như thế này. Còn về cháu con cháu Lê-vi, nay ta đã ban mọi thuế 1/10 của Israel làm cơ nghiệp để trả cho con khó họ làm trong lều họp hội kiến. Các thầy tế lễ dòng Lê-vi và cả bộ tộc Lê-vi sẽ không được chia phần sản nghiệp với Israel. Họ sẽ sống bằng các sinh tế dùng lửa dâng lên cho Jehovah là phần thuộc về Ngài. Họ không có cơ nghiệp giữa anh em mình. Chính Đức Jehovah là cơ nghiệp của họ. Như Ngài đã phán, đây là phần mà các thầy tế lễ được hưởng từ trong các lễ vật như bò hoặc chiên mà dân chúng dâng hiến. Người ta sẽ biếu các thầy cái vai, hai cái má và bào tử. Anh em cũng biếu cho thầy tế lễ các sản vật đầu mùa gồm ngũ cốc, rượu, dầu và lon chiên mới hớt lần đầu. Vì Jehovah, Đức Chúa Trời của anh em đã nhận họ và các con trai của họ từ các bộ tộc để họ nhân danh Đức Jehovah mà ứng hầu và phục vụ trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rõ ràng trong Cựu Ước, dân sự của Chúa rất tôn trọng người lãnh đạo của mình để nói họ chu cấp tất cả mọi nhu cầu có cần cho người lãnh đạo của họ. Tóm lại thì câu Kinh Thánh mà chúng ta đã học ở phần trên đó nói về việc chúng ta phải tôn trọng lãnh đạo là ở trong Tesalonica nhất đoạn 5 câu 12 câu 13. Đó là chúng ta xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em là những người vì Chúa mà họ hướng dẫn và khuyên bảo. Thưa quý tôi tớ của Chúa, chúng ta cũng ủng hộ các lãnh đạo qua việc trung tín dâng hiến cho hội thánh. Khi mục sư rao giảng lời Chúa, cầu nguyện và phục vụ, ông ta phụ thuộc vào hội chúng đứng bên cạnh ông ta. Hebrew đoạn 10 câu 25 dạy chúng ta cần phải trung tín nhóm lại. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng này. Và trách nhiệm thứ tư của chúng ta đối với người lãnh đạo của mình đó là làm việc với họ. Chúng ta có trách nhiệm vâng theo sự chỉ dạy của các lãnh đạo và vâng lời họ. Thư Hebrew đoạn 13 câu 17 dạy chúng ta rằng hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ. Khi làm điều này thì công việc của Đức Chúa Trời sẽ được tiến triển. Chúng ta không được giống như dân Israel đã lập bầm chống lại các lãnh đạo của họ là Môi-se và A-rôn. Thưa quý tôi tớ của Chúa trong bài học này cũng nhắc lại cho chúng ta những gương xấu mà dân sự của Chúa đã làm, đó là họ lầm bầm. Họ không chỉ lầm bầm đối với người lãnh đạo của họ, và họ đã chống lại các lãnh đạo của mình là Môi-se và A-rôn. Dân Số Ký đoạn 13 câu 33
Khi những người đi dò thám sứ trở về thì họ phúc trình cho dân Israel về vùng đất đã dò thám một cách bất lợi, khi nói rằng vùng đất mà chúng ta đã dò thám là một vùng đất ăn nuốt dần mình. Tất cả những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là những người cao lớn. Chúng tôi thấy mình như người cao, xin lỗi, cao lớn, tức là con cháu của Anak, là giống dân khổng lồ. Chúng tôi thấy mình như con cào cào, và chúng tôi thấy chúng tôi cũng vậy. Thưa quý tôi tớ của Chúa, khi những người đi dò thám sứ, họ phúc trình những điều này. Khi họ, dân sự nghe sự tường trình đến đây, thì cả hội chúng cất tiếng la lớn. Dân chúng khóc than trong đêm đó. Tất cả dân Israel phàn nàn với Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói với hai ông rằng, phải chi chúng tôi chết trong đất Ai Cập, hay chết trong hoang mạc này cho rồi. Tại sao Jehovah, xin lỗi, tại sao Đức Jehovah dẫn chúng tôi vào đất này để ngã chết bởi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ bị giặc bắt đi, chúng tôi quay trở lại Ai Cập không tốt hơn sao? Rồi họ nói với nhau, chúng ta hãy lập một người lãnh đạo và trở về Ai Cập. Đó là một gương xấu. Đó là những điều mà mỗi một cơ đốc nhân ở trong mỗi một thánh chúng ta nên tránh. Thưa quý tôi tớ của Chúa, chúng ta lầm bầm, chúng ta chống lại người lãnh đạo của mình thì sẽ không được may mắn đâu. Tại vì chúng ta lầm bầm chống lại người lãnh đạo của mình thì chúng ta nên giống như những người đã vâng theo các mệnh lệnh của Giô-suê và đã chiến thắng vinh quang. Chúng ta cần đọc lại ở trong Giô-suê đoạn 6 câu 1 đến câu 21, đoạn 8 đến từ câu 1 cho đến câu 23 sẽ rất rõ dân sự của Chúa đã vâng theo các mệnh lệnh của Giô-suê và sau đó họ đã chiến thắng vinh quang. Phần chúng ta cần lưu ý thứ năm đó là chúng ta phải có trách nhiệm đối với người lãnh đạo. Thứ nhất là vâng lời Chúa mà họ rao giảng. Tức là chúng ta vâng theo lời Chúa mà họ rao giảng. Cố gắng sống theo những sứ điệp mà mục sư hay là người lãnh đạo của mình giảng từ Kinh Thánh. Thứ hai là chúng ta tôn trọng người lãnh đạo của mình. Và chúng ta nói với người lãnh đạo của mình với sự tôn trọng. Chúng ta nói chuyện hay là chúng ta nói với người lãnh đạo họ của mình với sự tôn trọng. Và thứ ba là chúng ta ủng hộ họ. Chúng ta dành nhiều thời giờ mỗi ngày để cầu nguyện cho người lãnh đạo của mình. Bản thân và gia đình của chúng ta phải là những người trung tín dâng hiến tiền bạc để giúp cung lương cho người lãnh đạo của mình. Thứ tư là chúng ta làm việc với họ. Nghĩa là chúng ta vâng theo sự chỉ dẫn của các lãnh đạo và chúng ta vâng lời họ. Phần thứ ba của bài học cũng là phần cuối của bài học buổi sáng hôm nay. Đó là những ích lợi nhận được. Khi học phần này, chúng ta cần phải biết những kết quả sẽ đến khi các tín hữu làm việc với, khi các lãnh đạo làm việc với các tín hữu. Thứ nhất là Đức Chúa Trời được vinh hiển. Khi dân sự Đức Chúa Trời cùng làm việc với các lãnh đạo của họ, Đức Chúa Trời được vinh hiển. Sự hiệp nhất của thân thể đến khi mọi người ở trong sự hòa thuận là lời chứng cho thế gian rằng Chúa Giêsu được sai đến từ Đức Chúa Trời. Tin lành Giăng đoạn 17 câu 21. Trước khi chịu thương khó phục sinh, thì Chúa Giêsu đã cầu xin với cha của Ngài rằng: Cha ơi, con cầu xin cho những người tin con và cho những người nhờ lời họ mà tin con nữa, để tất cả đều trở nên một như cha ở trong con và con trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Nhờ đó thế gian tin rằng cha đã sai con đến. Điều đó đem đến cho Ngài sự vinh hiển thật. Trong Thi Thiên 113,
Bản phổ thông cũng có chép rằng khi con dân Chúa cùng chung sống trong sự hòa thuận rất tốt đẹp, giống như dầu thơm đổ trên đầu thầy tế lễ, chảy xuống đầu Aaron và chảy lên cổ áo người, như sương mốc ở trên núi Hetmon rơi xuống các đồi quanh Jerusalem. Đó là nơi hưởng phước lâu dài của Chúa cho đến đời đời. Thưa quý tôi tớ của Chúa, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời truyền ân phước của Ngài đến trên những con dân sống với nhau trong sự hòa thuận. Dấu hiệu của sự tin kính là khi dân sự sống và làm việc với nhau mà không có sự tranh đấu và chia rẽ. Nơi nào có Đức Chúa Trời tể trị thì nơi đó có sự bình an và hòa thuận. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời được vinh hiển. Thứ hai, đó là hội thánh được xây dựng. Sự hiệp nhất giữa các tín hữu khiến cho ý muốn của Chúa được thực hiện trong thân thể. Điều đó khiến cho cả hội chúng cùng đồng công để làm những gì cần phải làm. Trong Ephesos đoạn 4 câu 16, chúng ta biết rằng khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Điều này có nghĩa là mỗi chi thể phải làm việc với các chi thể khác. Mỗi thành viên phải chia sẻ công việc của mình với toàn thể hội thánh. Khi Đấng Christ tể trị, toàn thân được nuôi dưỡng và tăng trưởng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Colossae đoạn 2 câu 19. Kết quả thứ ba đó là người phục vụ Chúa được mạnh mẽ. Khả năng làm việc trong sự hòa thuận với thân thể là dấu hiệu của sự nhu mì. Một người nhu mì sẽ chậm giận, kiên nhẫn và thuận phục với những người trên họ, hay là những người cùng làm việc với họ. Sự nhu mì là dấu hiệu của sức mạnh, chứ không phải là sự yếu đuối. Chúng ta lưu ý điều này, bởi vì một tín hữu có thể làm việc với các lãnh đạo thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đức Chúa Trời ban các lãnh đạo, chẳng hạn như mục sư cho hội thánh, để làm cho hội thánh mạnh mẽ và trang bị cho thành viên công việc của họ. Lời Chúa chép, chính Ngài đã ban cho mục sư và giáo sư để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ. Ephesos đoạn 4 câu 11 đến 12. Thưa quý tôi tớ của Chúa, ân phước lớn nhất đối với hội thánh là những người phục vụ trước hết đầu phục chính mình với Chúa, với lãnh đạo của mình, rồi đến người khác. Khi người phục vụ Chúa trong hội thánh làm điều này, họ sẽ thấy mình trở thành người trưởng thành được mô tả ở trong Ephesos đoạn 4 câu 13 đến câu 14. Cho đến khi chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, để nên người trưởng thành đạt đến tầm vóc đầy trọn trong Đấng Christ. Như vậy chúng ta sẽ không còn là trẻ con bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Tóm lại phần này thì văn đoạn 17 câu 21 cũng dạy cho chúng ta rằng qua lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Thưa Cha, con cầu xin cho họ tất cả đều hiệp nhất, cũng như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong Cha và con. Do đó thế gian sẽ tin rằng chính Cha đã sai con đến. Bản dịch mới. Và đây là câu Kinh Thánh nói đến sự hiệp nhất giữa vòng các tín hữu sẽ cho thế gian biết rằng Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời. Và phần
Tiếp theo chúng ta lưu ý và chúng ta nhớ đó là những kết quả sẽ đến khi các tín hữu cùng làm việc với các lãnh đạo của họ. Đó là cả hội thánh sẽ được lớn lên và mỗi tín hữu trở nên mạnh mẽ hơn và Đức Chúa Trời nhận được sự tôn kính. Thưa quý tôi tớ của Chúa, bài học buổi sáng hôm nay rất có giá trị đối với mỗi một chúng ta. Chúng ta là thân thể ở trong thân của Chúa, chúng ta cần phải cộng tác với nhau đối với người lãnh đạo của mình. Thứ nhất là chúng ta thấy được công việc của người lãnh đạo. Thứ hai là trách nhiệm của chúng ta đối với người lãnh đạo của mình. Và thứ ba, chúng ta thấy được kết quả khi chúng ta sống ở trong sự hòa thuận và chúng ta cùng cộng tác với người lãnh đạo của chúng ta sẽ lớn lao biết bao nhiêu. Khi đó hội thánh của Chúa sẽ lớn lên, mỗi tín hữu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và Đức Chúa Trời của chúng ta nhận được sự tôn kính qua đời sống vâng phục của mỗi một chúng ta trước lời của Ngài. Amen. Xin nhường lại thời giờ cho mục sư Gia Hiến. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục sư Ca Kem. Sáng hôm nay ông đã hướng dẫn chúng ta trong bài học Người phục vụ Chúa. Nếu là người phục vụ Chúa, chúng ta cần rất là nhiều, chưa hết đâu. Và trong bài học của chúng ta rất là hữu ích. Và khi chúng ta chưa bước vào trong chương trình trip của CL thì chúng ta không hiểu cái gì hết. Chúng ta luôn luôn lại nói cái này nói cái kia, nhưng mà khi học rồi chúng ta mới thấy cái điều hữu ích của chúng ta. Hồi xưa tôi nhớ một vị mục sư kia nói thế này: bữa nay ông về với Chúa rồi, chúng ta cứ đi lục truyền giáo, chúng ta cứ đi đây đi đó dạy học khắp nơi, thiếu đi sự cầu nguyện cho người lãnh đạo, thiếu đi quan tâm đến người lãnh đạo của mình, và trở thành ngày hôm nay tàn tàn như vậy, rồi chúng ta mới hận lại không kịp. Ngày hôm nay thưa quý mục sư, tôi nghĩ rằng người lãnh đạo của chúng ta là Chúa sức dầu, như là Môi-se, như là Giô-suê. Chúng ta không thể nói xấu họ, chúng ta luôn luôn ủng hộ họ như bài học, chúng ta luôn luôn quan tâm họ và cầu nguyện để Chúa dùng họ đầy ơn để lãnh đạo và điều hành hội thánh của Chúa chúng ta. Đó là một bài học rất là tuyệt vời, bài học rất là cảm ơn Chúa. Và sáng hôm nay thưa quý mục sư, chúng ta luôn luôn khi học bài này, chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện cho nhau, luôn luôn khích lệ nhau. Nếu mà chi thể của chúng ta bị tổn thương hay là bị cái gì đó, chúng ta đến đến với họ. Tôi nghĩ rằng điều này chưa làm được. Những điều này là chúng ta đến riêng á là chưa có, chúng ta chưa làm. Cho nên chi thể của Chúa luôn luôn được được giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, và đặc biệt nhất là người lãnh đạo chúng ta có sơ sót điều gì chúng ta góp ý với riêng biệt, và nếu điều đó sự thật đó là Chúa rất là giúp chúng ta, hội thánh sẽ được trưởng thành. Cảm ơn Chúa. Và thì giờ chúng ta còn 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 9 phút nữa, và thì giờ chúng ta thưa quý mục sư, trước khi chúng ta góp phần lại trong bài học này, những kinh nghiệm trong thời gian lâu dài của chúng ta 30 mấy năm đó, kinh nghiệm chúng ta làm được chưa? Đấy là chúng ta mỗi người một chúng ta tự tự ra lại đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay chúng ta đã học bài học về phương diện người lãnh đạo, cộng tác với người lãnh đạo. Và hầu hết ở trên phòng Zoom này thì đó là những người lãnh đạo. Tôi rất thích cái từ ngữ tiếng Anh về lãnh đạo. Leader là lãnh đạo, và thì lead là có nghĩa là cái người dẫn đường. Như vậy thì cái người lãnh đạo không phải là chỉ là cái người mà giống như là ngồi trên người khác, nhưng mà cái từ ngữ đó nó mang cái công việc rõ ràng của người lãnh đạo. Lãnh đạo làm sao mà là cái người dẫn đường, giống như là cách mà Chúa Giêsu nói ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10 đó, người chăn hiền lành thì đi trước bầy chiên, phó mình vì bầy chiên, và đó là cái tính cách của người lãnh đạo. Và khi mà chúng ta nhìn thấy rằng khi mà chúng ta đã thực thi được điều đó ở trên đời sống của mình, và tôi rất thích cái hình ảnh của cái bài học của chúng ta đó,
cái chức vụ của một mục sư nó giống như là một cái vùng dây siết lại lại sợi dây, và cái sợi dây nó được chặt giống như sợi dây thừng, nó được chặt nó bởi nhiều cái sợi nhỏ hơn. Và những cái nhỏ hơn đó là gì? Đó là sự dẫn dắt, leader là dẫn dắt, leader là lãnh đạo, leader là dẫn dắt, rồi nuôi dưỡng, chu cấp đó, rồi dạy dỗ, rồi bảo vệ hay là canh giữ cái bầy chiên. Và đó là cái tính cách của người trang bày, tính cách của người lãnh đạo. Và khi mà chúng ta ở trong cái sự hướng dẫn của Chúa thì đó là cách mà chúng ta nhìn thấy rằng Chúa Ngài ở cùng, Chúa Ngài làm việc, Chúa Ngài thi hành cái công việc của Ngài trên mọi chúng ta. Và chúng ta ao ước rằng đang khi chúng ta bước đi với Chúa thì mỗi của chúng ta trở nên một người hướng dẫn hay lãnh đạo ở trong cái sự dẫn dắt của Chúa trên đời sống của mình. Như vậy thì chúng ta cũng cần tăng trưởng trong mức độ của sự tăng trưởng thuộc linh. Và như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đang khi đặt để trên từng đời sống quý đệ tử của Chúa tại đây trong cái công việc của người hướng dẫn lãnh đạo. Và chúng ta mình biết rằng người lãnh đạo nó luôn luôn là một trong người mà có cái trách nhiệm lớn, và làm sao có một sự liên kết lại cái tính cách của người lãnh đạo, cái phần mà ở trong phần hai trách nhiệm chúng ta đó, thì cái tính cách của người lãnh đạo làm sao liên kết được những cái khả năng, những cái talent khám phá và liên kết lại. Giống như một người sale ở trong một công ty thì người đó sẽ khám phá ra những cái khả năng của những nhân viên của mình ở trong công ty để giúp đỡ cho từng nhân viên có thể thể hiện tất cả những cái khả năng của mình để hỗ trợ nhau. Lãnh đạo cũng vậy. Lãnh đạo thì đó là cái tính cách là khi mà chúng ta ở trong bầy chiên, có thể có những con chiên chúng ta nhìn thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà khi mà Chúa ở cùng trên đời sống của người hướng dẫn lãnh đạo thì người đó hiểu được cái tính cách để có thể hỗ trợ một cách tốt hơn. Giống như cách mà Môi-se, chúng ta nhìn thấy rằng ông ta hướng dẫn dân sự của Chúa, và trong những người mà vào ở trong đất hứa thì chúng ta nhìn thấy Joshua là Caleb là những người rất là trung kiên, và sau đó thì Môi-se đã chuyển giao cái khả năng ở trong ơn phước lãnh đạo cho Joshua và Caleb. Và chính Joshua là cái người mà Đức Chúa Trời cũng chọn để dẫn dắt dân sự ở trong cái ân điển, ở trong phước hạnh của Chúa. Và như vậy thì khi mà chúng ta cầu nguyện để rồi dấy những người lãnh đạo ở trong ý muốn tốt lành, ở trong ân điển mà Chúa ban cho, và người đó là cái người mà như ở trong Phi-e-rơ thứ nhì đó, xin lỗi, Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 từ câu 19 đến câu 23 đó, ai nấy đều tìm lợi riêng mình chứ không tìm lợi riêng của Đấng Christ. Anh em đã biết trước sự trung tín từng trải của người và biết sự trung thành với tôi về việc tin lành của cha vậy. Như vậy thì người lãnh đạo không có tìm lợi riêng cho mình nhưng mà tìm lợi cho người khác, không có một cái gì ích kỷ riêng cho mình. Và khi mà chúng ta nhìn thấy rằng cái tính cách đó là một trong những tính cách mà khiến cho hậu thánh của Chúa được vững vàng. Và nó giống như trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 2 câu 3 thì nó nói rằng chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song làm gương tốt cho cả bầy. Và đó là cái cách mà người lãnh đạo có thể giúp đỡ một cái hướng tốt để giữ ở trong ơn lành của Chúa. Chúng ta nhìn thấy cái gương mẫu, có hai cái gương mà ở hội thánh đầu tiên chúng ta nhìn thấy. Cái điều đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy Diotrephes khi mà Phaolô viết lá thư ở trong văn 3 đó, ở trong văn 3 câu 1 câu 8 đến câu 10 đó, thì ghi rằng tôi đã viết mấy chữ đó cho hội thánh rồi, nhưng Diotrephes là kẻ ưng đứng đầu hội thánh, ưng đứng đầu hội thánh giống như ưng làm lãnh đạo đó, không muốn tiếp rước chúng ta. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng Giang đã nêu lên một cái vấn đề một người lãnh đạo không có tốt. Và Giang nói thêm rằng ở trong câu 8, cho nên nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu của người làm, là lấy những điều luật độc ác nghịch cùng chúng ta. Điều đó là chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em mình nữa. Mà ai muốn tiếp rước thì người lại ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Và như vậy thì ngay ở trong bản đầu tiên chúng ta nhìn thấy ở trong văn 3 câu 8 và câu 10 đó, nhấn mạnh về Diotrephes là một con người muốn làm lãnh đạo
nhưng mà không làm gương mẫu. À, nên là chúng ta cũng ao ước rằng trong hội thánh của Chúa thì không có những cái thành phần như vậy. À, nhưng mà đó là những con người mà có thể cưu mang, có thể yêu thương, và đặt cái công việc trách nhiệm của Chúa trên cao hơn. À, và đó là cách mà chúng ta nhìn thấy rằng hội thánh của Chúa sẽ vững vàng ở trong ân điển của Chúa. À, và Chúa Giêsu dạy chúng ta là xem trái biết cây. À, đang khi một hội thánh, một giáo phu, một giáo hạt được mạnh mẽ thì ta biết rằng một hội thánh đó là một hội thánh có một lãnh đạo tốt, xem trái biết cây. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy cái giáo phu hay là giáo hạt của mình, thấy hội thánh của mình sao mỗi ngày nó một nhỏ đi, thì chúng ta biết rằng như vậy thì cái trách nhiệm của người lãnh đạo chưa được hoàn tất, và chúng ta cầu nguyện để có một sự hoàn tất hơn. Đó là cái cách mà chúng ta nhìn thấy, và ước rằng của chúng ta sẽ những người lãnh đạo mà Chúa chọn trong bài học thánh của Chúa mỗi ngày một kết quả danh Chúa được vinh hiển ở trên hội chúng ta, liên kết được các chi thể của Chúa để toàn thân thể của Chúa được vững vàng và Chúa Giêsu là đầu được vinh hiển. Chúa cũng được vinh. Cảm ơn mục sư đã góp phần bài học của chúng ta sáng hôm nay, và đặc biệt nhất là chức vụ của chúng ta còn lâu dài. Chúng ta nhớ rằng chúng ta học mỗi buổi sáng, xin Chúa Thánh Linh của Ngài đóng ấn những lời của Chúa trong bài học của chúng ta trong bài 8 sáng hôm nay, để chức vụ của chúng ta được được hòa hiệp đồng công với bạn hữu của chúng ta trong công việc Chúa trong một hội thánh. Cảm ơn Chúa. Sống với ý muốn cha truyền ban trong đời, điều mà lòng này không hề muốn. Tiền tài vật chất, lợi lộc hư vinh, kiêu căng tham lam cũng vẫn bỏng. Xin dâng lên cha những đam mê khát vọng, cuộc đời hoàn toàn con thuộc Chúa. Và cha sẽ đến, bàn tay quyền năng, nâng cao đôi tay đưa con bước. Danh Chúa ban cho quên đi chính thân mình, con không nao chi, mong sao ngôi cả cha mừng vui. Đường gian lao nhưng con đã chiến đấu tốt lành, tận sau cuối cùng con đã thắng. Mọi vinh hiển thuộc Chúa, Giê-hô-va toàn năng, và Cha cho con vững lòng. Thiên sự sống chẳng phải riêng mình con, nhưng với ai nhận lấy cứu ơn thiêng liêng đã ban. Xin dâng lên cha những đời hoàn toàn con thuộc Chúa, và Cha sẽ đến bàn tay quyền năng, nâng cao đôi tay đưa bước con. Có lớp lớp những con người luôn tận trung, dấn thân hy sinh vì danh Chúa, ban cho quên đi chính thân mình, con không nao chi, mong sao ngôi cao Cha mừng vui. Sau cuối cùng con đã thắng, mọi vinh hiển thuộc Chúa, Giê-hô-va toàn năng, Cha cho con vững lòng tin. Giờ đây con hân hoan bước đến nơi thiên đàng, Ngài ban mão chiều thiên sự sống, chẳng phải riêng mình con, với những ai nhận lấy cứu ơn thiêng liêng đã ban. Đến trước Chúa Thánh con mừng vui, tràn chứa yêu thương tuôn dòng nước mắt, nhẹ nhàng lại gần Cha lau nước mắt cho con, ôi sao